Xin chào các bạn. Vietnam Innovator ngày hôm nay thì sẽ có bạn Việt Phạm, Co-Founder và CEO của ArcCific. Là một công ty rất là mới và gần như là cái chủ đề này nó không hoàn toàn liên quan đến công nghệ 100%, nhưng mà nó là một cái mảng rất là mới thì hôm nay có thể là sẽ e Việt chia sẻ những câu chuyện của ArcCific. Xin chào Việt. Vâng, xin chào anh và xin chào tất cả các uh, độc giả của Vietcetera. À, Việt có thể chia sẻ là cái ArcCific nó là cái gì mà và lý do gì mà Việt lại tham gia một cái thị trường như thế? Thì cái lý do mà ArcCific nó ra đời đó là khi mà mình về Việt Nam cách đây 3 năm trước vì Covid-19 một trong những cái công việc đầu tiên mà mình làm ở Thụy Sĩ ở cái thời điểm uh, cách đây gần uh, 6 năm trước đó là ngành quản lý tài sản dành cho các cái uh, uh, high net worth uh, people mm. Thì một trong những cái thứ mà mình phải học đó là về nghệ thuật cũng như là mình phải tương tác với khách hàng mình phải hiểu rõ hơn về cái industry mà mình mình làm việc trong cái mạng đó. Thì khi mà mình về Việt Nam mình mới thấy rằng là cái thị trường nghệ thuật ở Việt Nam nó vẫn đang đi sau cái thị trường nghệ thuật đang rất là uh, mature ở Mỹ, ở châu Âu khoảng 20 năm. Thì uh, mình mới bắt đầu làm Artific. Thì đó là lý do tại sao mà Artific nó ra đời. Ừ. và đây là một cái thị trường vẫn còn rất là tiềm năng nghĩ sâu xa hơn nữa đó là các cái anh chị nghệ sĩ mà là bạn bè của mình thì họ vẫn đang rất khó khăn trong công việc là cơm áo gạo tiền để mà tìm được một cái đường ra cho cái niềm đam mê của họ cho cái sự uh, mong muốn phát triển nghệ thuật của của chính bản thân ừ. thì đó là do tại sao mình muốn đem nghệ thuật của việt nam và đặc biệt là giúp các cái nghệ sĩ việt nam uh, ra thế giới nhiều hơn giúp họ có cái cơ hội tự phát triển cái bản thân của họ nhiều hơn mà không cần phải bị phụ thuộc quá nhiều vào thị trường vẫn còn đang mới nổi ừ ừ vậy có thể chia sẻ là tại sao lấy cái tên là Arcific nó, nó là lý do gì và cái nguồn gốc của, của cái tên là từ đâu ra uh, Arcific thì nó là sự kết hợp giữa hai cái từ đó là art và pacific thì pacific đó là cái uh, đại dương lớn nhất thế giới đó là thái bình dương thì uh, giữa mình có thể thấy rằng là cái thị trường ạt lớn nhất trên thế giới hiện tại là mỹ và cái thị trường ạt đứng thứ hai thế giới là là trung quốc nhưng mà châu á lại vẫn đông nam á nói chung vẫn chưa có một cái uh, uh, sự nhận dạng trên thế giới hiện tại thì art cific là sự kết hợp giữa cả hai để giúp cái nghệ thuật của khu vực đông nam á có thể tiến vào cái nghệ thuật của thế giới sâu hơn nó có tên là art cific ừ, ừ. thứ gì thì à nếu bạn nói về artificial thì cái cái core business hay là cái core gọi là cái offering của mình nó sẽ là là gì? Thì artificial là một cái nền tảng giúp cho các nghệ sĩ có thể bán được các cái tác phẩm nghệ thuật của chính họ ra thế giới thông qua các hình thức như là private sale là bán uh, tư nhân cái thứ hai đó là họ có thể tham gia vào những cái section đấu giá của artificial trên phạm vi toàn cầu để giúp mọi người trên thế giới có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm đó và mua đấu giá bất kỳ ở nơi đâu trên thế giới ừ. và cái thứ ba nữa đó là Artifix cũng giúp các cái nhà sưu tập cá nhân uh, bọn mình sẽ có đội ngũ giám tuyển để đi tìm những cái tác phẩm mà họ mong muốn có được trong bộ sưu tập thì Artifix sẽ đóng với vai trò làm giám tuyển để mà mua những cái tác phẩm đó cho họ ừ. Ừ. thì uh, đó là những cái uh, hoạt động mà Artifix hoạt động thường xuyên ở thời điểm hiện tại ừ. Ừ. Nếu mà nói về cái thị trường ấy thì bây giờ thực ra là như như anh lại cũng không hình dung ra được là cái thị trường nó đang ở cái mức độ như thế nào thế thì ừ. mình có thể chia sẻ về mà cái thị trường của thế giới nó đang ra sao và hiện tại cái Đông Nam Á hoặc là Việt Nam nói riêng thì nó đang như thế nào? Nếu mà nói về thị trường Act nói chung ở thời điểm hiện tại tính đến năm 2021 theo như uh, report của Act Basel uh, hợp tác với lại UBS đã làm ra thì hiện tại thị trường thế giới đang có giá trị khoảng 65 tỷ đô uh, ừ. và trong đó Mỹ đang là quốc gia đi đầu trong cái lĩnh vực này. Tiếp theo sau đó là Trung Quốc uh, và sau đó là Anh. Số ừ. còn lại là nằm trong khoảng năng khoảng 20 phần uh, cái 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 tổng dung lượng trên thị trường hiện tại thì nó chia đều. Uh, trong khu vực Đông Nam Á thì hiện giờ vẫn chưa có một cái sự uh, một một cái con số rõ ràng bởi vì chúng ta vẫn còn thiếu rất là nhiều con số. Ừ. Ví dụ như là những cái tác phẩm được bán bao nhiêu bao nhiêu tác phẩm được bán ra, bao nhiêu nghệ sĩ đang hoạt động, chúng ta vẫn chưa có một cái dữ liệu đủ lớn để mà chúng ta có được những cái report đó ở trong khu vực Đông Nam Á mình. Ừ. Trên thị trường trên thế giới thì Mỹ và Châu Âu và Trung Quốc thì chúng ta có rất là nhiều dữ liệu để mà để mà chúng ta có thể vô sâu được cái mạng đó. À, nếu mà nói về tranh hoặc là cái nghệ thuật này thì đôi khi có thể là ở trên thị trường Đông Nam Á nó đang diễn ra một cách là mình không không kiểm soát được hoặc là nó nằm không nằm trên public. Ừ. thì liệu cái việc này là đang Arctic cũng là đang muốn là đưa đưa các cái câu chuyện này để đưa lên trên thị trường và nó nổi lên có có đúng là uh, hiện nay cái thị trường có vẻ như là nó vẫn giao dịch nhưng mà giao dịch ừ. ở cái mức độ là không không ai biết đúng không đúng rồi thật ra là tất cả những giao dịch hiện tại đều không được ghi nhận không có record ừ. tại vì tất cả những cái giao dịch đó đều là giữa uh, nghệ sĩ và nhà sưu tập còn mình vẫn chưa có một cái bên đứng ra trung gian đủ chuyên nghiệp và đủ lớn để mà làm uh, như là một cái broker hoặc là một cái bên uh, dealer để mà có được những cái data đó hoặc là những cái data đó đều được giữ rất kỹ để mà bảo vệ cái cái người nhà sưu tập. Cho nên là mình không có những cái data đó trên thị trường đủ lớn để mà làm ra một cái report như vậy. Thì thật ra nói chung luôn Việt Nam chúng ta vẫn chưa có một cái report đủ chi tiết để mà cho nhiều người được biết là thị trường đang phát triển như thế nào. Ừ, ừ. Uh, nếu mà nói về cái gọi là cái đội uh, đội giám tuyển hoặc là đánh giá của của Artific ấy thì uh, để mình có những cái uh, nghệ sĩ để mình có những cái nguồn thì mình làm sao mà để source được tất cả các cái nguồn đó ở tại Việt Nam? Thật ra là nếu mà nói là tất cả các nguồn thì mình không thể nhưng mà Acidic uh, đội ngũ của Acidic là hàng ngày đều làm việc rất là chặt chẽ với lại các cái nghệ sĩ để mà đặc biệt là các nghệ sĩ mà đã hợp tác với Acidic. Thì tất cả những cái tác phẩm mà đều được bán ra bởi các nghệ sĩ đó là asific là người ghi lại những cái giao dịch là cái thứ nhất cái thứ hai là người uh, asific cũng là cái bên cung cấp những cái certificate of authenticity hay còn gọi là giấy chứng nhận tác phẩm uh -huh. uh, được xác nhận bởi từ nghệ sĩ lẫn asific cho cái uh, nhà sưu tập đó thì nhờ đó mà asific có được những cái dữ liệu để mà làm ra những cái report riêng của asific cho thị trường việt nam Ừ. tuy là nó sẽ không đầy đủ hết tất cả những cái bên thứ ba khác nhưng mà riêng về Acific thì có một cái bộ report riêng của Acific cho cái chuyện này. Ừ. nếu mà nói về cái đánh giá hoặc là cái cái việc gọi là mình xem cái cái giá trị của một cái tác phẩm nó là bao nhiêu tiền thì không biết là mình dựa trên những cái yếu tố gì mà mình có thể đánh giá được một cái tác phẩm như vậy. khá là khó. À, nó có thể rất cao và nó cũng có thể rất là thấp. thì à, trên thị trường nó cũng có một cái công thức chung Ừ. và công thức này hiện tại là cũng đang được sử dụng bởi khá là nhiều uh, các cái uh, nghệ sĩ để họ tự đánh giá tác phẩm của họ và họ bán ra thị trường thì cái thứ nhất là dựa trên cái uh, đối với những cái tác phẩm mới thì nó sẽ dựa trên cái uh, kích thước của tác phẩm kích thước kích thước ừ. đúng rồi tại vì tác phẩm càng lớn thì anh phải sử dụng cái nguyên vật liệu để vẽ ra tác phẩm càng nhiều ừ. đúng không cái thứ hai nữa đó là cái 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 danh tiếng của người nghệ sĩ cái người vẽ ra cái tác phẩm đó cũng là một phần để mà để mà mình multiply cái giá trị lên cái thứ ba nữa là dựa theo nhiều cái uh, công cách cái cái cái, uh, cái factor khác của tùy cái evaluator mà nó sẽ có cái khác nhau ví dụ như có những cái tác phẩm thuộc thời đông dương đi thì mình không thể nào đánh giá theo hướng là size hoặc là uh, các cái khác mà nó còn dựa theo thứ nhất là những cái social reaction theo nó nữa ừ. ví dụ tranh của lê phổ có thể được định giá hiện tại lên tới hàng triệu đô Ừ. mà nó phải dựa theo từ những cái evidence, có nghĩa là những tác phẩm đó đã được xuất hiện ở đâu, trong quá khứ đã được triển lãm hay chưa, đã được sở hữu bởi người này người kia hay chưa. Từ đó chúng ta mới có những cái những cái evidence cho thấy rằng là tác phẩm này là một tác phẩm thật và từ đó là các cái chuyên gia mới đưa vô để đánh để mà để mà định giá nó. Ừ. Ừ. Đó thì đó cũng là một trong những cái lĩnh vực uh, cần cái đòi hỏi của cái sự chuyên môn cũng như là một cái đội ngũ đằng sau rất là nhiều để mà đưa ra được giá trị của một tác phẩm ở thời điểm đó. Ừ. Tại vì những cái tranh mà của các nghệ sĩ đã khuất thì gần như chúng ta rất ít có cái cơ hội biết được nó là đồ thật hay đồ giả. Ừ. 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 Như vậy thì cái cái đội ngũ mà đi định giá ấy, thì dù cái thị trường Việt Nam hiện tại đang chưa hoàn toàn là major ừ. thì do vậy là các cái chuyên gia hoặc là các cái chuyên môn nó chưa chưa có đầy đủ ấy, thì không biết là làm sao mà việt xây dựng được một cái đội ngũ mà đủ khả năng đủ chuyên môn có thể đi định giá được các cái tác phẩm như này? Thật ra là bên Acifex là bọn mình không có tập trung vô các cái tác phẩm của các nghệ sĩ đã khuất, mà ừ. tập trung cho các tác phẩm của các nghệ sĩ đương đại. nghĩa là những cái tác phẩm mới nghệ sĩ vẫn còn sống và cái mục đích chính của Acifex vẫn là làm thế nào mà giúp các nghệ sĩ vẫn sống họ có thể theo đuổi tiếp cái giấc mơ của họ. Ừ. giúp họ có thể tập trung vô câu chuyện sáng tác thay vì là cơm áo gạo tiền đó là cái đội ngũ của Arcific thì cái việc mà tập trung vô chuyên môn như vậy giúp Arcific có một cái đội ngũ uh, khá là chắc về cái nghệ thuật đương đại để đi đánh giá thay vì là đánh giá những tác phẩm của các nghệ sĩ đã khuất ừ. Ừ. Hiện tại nếu mà những cái gọi là, cứ gọi là thành tựu hoặc là những cái kết quả của ừ. Arcific thì việc có thể chia sẻ những cái cái, cái những kết quả như nào mà có thể là đáng nhớ nhất đối với việc về mặt uh, kinh doanh thì hiện tại là Acidific vẫn đang giúp hơn uh, 100 nghệ sĩ vẫn cố gắng là đưa các tác phẩm của họ ra ngoài thế giới thông qua cái platform Acidific hiện tại ừ. à, mỗi nghệ sĩ khi mà họ lên Acidific đều có một cái profile để mà khi mà họ có muốn giới thiệu cho bất kỳ ai ngày xưa là chúng ta phải vào photo gallery chúng ta tìm thấy cái tác phẩm đó rồi chúng ta mới sâu cho cái 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 nhà sưu tập ừ. thì hiện tại chỉ cần gửi cái link của Acidific là tất cả nhà sưu tập đều có thể vào đó xem, nó là cái online portfolio của chính nghệ sĩ đó luôn. giả dạ sử như là anh là một uh, một nghệ sĩ chẳng hạn nhập và đưa một cái tác phẩm của mình lên Artific tuy nhiên là có thể là mình đam mê mình có một cái chuyên môn uh, về mặt nghệ thuật như vậy, nhưng mà có thể phần marketing phần gọi là xây dựng cái profile của mình thì có thể nó sẽ thiếu cái chuyên môn đó thì không biết là Artific là hỗ trợ các cái nghệ sĩ như thế nào để có thể cái tên tuổi của họ được được ghi nhận tốt hơn hoặc là được gọi là có có một cái tiếng nói đối với cả cái thị trường quốc tế thật ra thì asefic cũng chưa đóng một cái vai trò uh, quá lớn trong cái việc gọi là phát triển một cái nghệ sĩ như là một cái gallery mà asefic đóng như một cái middleman để bán tác phẩm của họ thông qua cái việc trình bày cái profile của họ và các tác phẩm một cách chuyên nghiệp nhất có thể ừ. tại vì uh, chúng ta có hàng ngàn nghệ sĩ ngoài kia tất cả nghệ sĩ nào cũng có cùng một cái nhu cầu hết asefic phải đóng một cái vai trò có thể giúp được càng nhiều người nhất có thể chứ không tập trung vô chỉ một vài cá nhân Ừ. nó khác với lại cách làm việc của gallery riêng về cái cách bố trí cái bố cục cái platform của Acefix rất là chỉnh chu để cho ai cũng có thể thấy được cái sự chuyên nghiệp của bất kỳ nghệ sĩ nào trên trên nền tảng Acefix ừ. thì cái đó ừ. là cái Acefix đang làm tốt nhất cho các nghệ sĩ nếu mà nói về nói về cái việc là platform và cái đầu ra thì hiện nay thì là cái thị trường nào là thị trường đang quan tâm nhất đến các cái uh, nghệ thuật của Việt Nam thì ra là thị trường nghệ thuật của Việt Nam thì nhiều nhất vẫn theo như data của ACF thì hiện tại vẫn là thị trường châu Âu và châu Mỹ. Thực ra là hai thị trường đó là hai thị trường đang mature nhất rồi và uh, các cái tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam cũng là một trong những cái tác phẩm nghệ thuật được uh, chú ý rất là lâu tại vì chúng ta có một có lịch sử trong thời Pháp thuộc. Thì rất là nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã đã qua Pháp sống, đúng không? Ừ, thì uh, đó là những cái tranh Đông Dương thì thật ra là tranh Việt Nam gần đây đặc biệt ở tranh Đông Dương cũng được rất là nhiều người trên thế giới quan tâm đến sau khi Sotheby đấu giá thành công các tác phẩm của Lê Phổ, ừ. đó, thì đó là lý do tại sao mà các thị trường đó họ cũng rất là quan tâm đến các tác phẩm của nghệ sĩ đương đại ừ. và cũng như là các cái gallery ở Việt Nam như là Quỳnh chẳng hạn họ cũng đang phát triển các cái nghệ sĩ đương đại rất là tiềm năng theo đúng nghĩa là đào tạo về con người Ừ. đi triển lãm ở quốc tế và dần dần là chúng ta đang càng ngày được biết đến nhiều hơn ví dụ như là Mai Tạ cũng là một trong những nghệ sĩ trẻ rất tiềm năng sinh năm 97 ừ. và đang đang được thế giới biết đến rất là nhiều ừ. Ừ. Hiện nay thì những người sẽ có những người là đi siêu tầm có những người là người ta lại coi cái đó là một cái kênh đầu tư ừ. Thế nên mà xét về hai khía cạnh này thì Việt không biết là đánh giá như thế nào Artific là sẽ hướng tới cái đối tượng như thế nào? Nhà sưu tập Việt Nam vẫn chưa chưa nhiều người nhận ra được art là một trong những cái uh, investment portfolio họ vẫn chưa thấy rằng đầu tư vào nghệ thuật uh, là một cái mua tác phẩm nghệ thuật là một dạng đầu tư cái lý do là thị trường chúng ta vẫn chưa có sự thanh khoản tốt cho tranh đương đại ừ. có thể nói là gần như bằng không em lấy ví dụ anh mua một tác phẩm đương đại hiện giờ và anh bán được cho người tiếp theo đó là một trong những cái challenge rất lớn của thị trường hiện tại ừ. và để mà bán được giá cao hơn giá anh mua nó cũng là một cái challenge khác tại vì uh, vẫn chưa có một cái nơi nào mà để anh có thể xác nhận được cái 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 giá trị lúc anh mua và cái thứ hai nữa là anh bác lại câu chuyện hay có nghĩa là cái nhu cầu mua lại vẫn chưa có nhiều ừ ừ thanh khoản vẫn chưa có thì đó là lý do tại sao mà rất nhiều người vẫn chưa nghĩ rằng mua tác phẩm là một trong những cách để đầu tư ừ, ừ. Nhưng mà có thể là điều đó sẽ diễn ra trong vòng 30, 40 năm nữa khi nghệ uh, người sở hữu của các tác phẩm đó hoặc là cái thế hệ tiếp theo khi họ đã được educate về nghệ thuật uh, một cách đúng đắn rồi thì họ sẽ nhìn đó với một cái góc nhìn khác. Uh, nếu mà quay lại cái thời gian mà mà Việt làm làm ở bên Thụy Sĩ thì uh, quản lý tài sản thì cũng đồng nghĩa với cái việc là mình sẽ quản lý những cái khoản đầu tư của các cá nhân đó. Đúng thì chắc là cũng là một trong những portfolio của họ cũng sẽ là ad đúng thế vậy thì mình đã biết một cái thị trường ví dụ như thụy sĩ là một cái thị trường đã rất là phát triển cái maturity của họ rất là cao thu nhập của họ cũng rất là cao thế thì nếu mà so với cả việt nam thì hiện nay như việt vừa chia sẻ là mất khoảng 30 đến 40 năm nữa thì việt nam mới đến được cái mức kiểu như vậy nhìn vào cái góc độ là education internet rồi cả thông tin nó cũng khá là đầy đủ thì liệu mình có cách nào mà hỗ trợ cho cái thời gian này nó rút ngắn hơn không? Thật ra thì trong năm vừa rồi khi mà ACFIX uh, khi mà vừa hết dịch ACFIX tổ chức liền ba cái triển lãm triển lãm đầu tiên là của uh, nghệ sĩ Thế Thông nghệ sĩ thứ hai là anh Nguyễn Ngọc Liêm và họa sĩ thứ ba là anh Hứa Vĩ Văn trong đó có một triển lãm là của anh Nguyễn Ngọc Liêm là ACFIX bán hết 16 tác phẩm trong vòng 48 tiếng đó là một trong những cái phản ứng của thị trường mà ACFIX thấy rằng đang tăng trưởng rất là tốt trong cái mảng này tuy nhiên là những cái tác phẩm mà đã được một người mua lại vẫn chưa bán được qua người thứ hai thì cái đó em nghĩ là uh, có thời gian nó có thể nó rút ngắn lại trong vòng 20 năm nữa nhưng mà cái đó mình vẫn cần phải coi coi là các cái uh, player trên thị trường có chơi với nhau để tạo ra được cái thị trường đó hay không ừ. hay là nó vẫn đang là những cái uh, individual chơi riêng lẻ với nhau thì khi mà chơi riêng lẻ với nhau thì benefit nó cũng chỉ về từng cá nhân thôi chứ uh -huh. nó cũng không đem lại một cái benefit chung cho thị trường uh -huh. thì đó vẫn là cái mà bọn em vẫn đang quan sát và cố gắng là một cái market maker là một cái người tạo ra thị trường ví dụ như anh có một cái tác phẩm nghệ thuật anh có thể bán trên acfit và bọn em sẽ là cái người tìm người mua cho anh tiếp theo uh -huh. thì đó sẽ là một trong những cái nhiệm vụ mà acfit đang nhắm tới trong tương lai uh -huh. làm thế nào để mà có thể tạo ra thanh khoản cho các tác phẩm đang được sở hữu rồi ừ, ừ. đang đứng, đóng cái vai trò là sẽ cấp chứng chỉ hoặc là cái gọi như kiểu certificate cho từng tác phẩm một yeah. ờ, ở các cái nước các cái quốc gia như kiểu thụy sĩ chẳng hạn thì bên đó thì là cái đơn vị nào là cái đơn vị cung cấp cái chứng chỉ này và để được công nhận để được cái community được cái market công nhận thì phải làm như thế nào và phải cần phải có những điều kiện gì thật ra thì đối với lại các cái quốc gia mà đã phát triển thì chính cái gallery hoặc là cái nơi sở hữu cái tác phẩm đó hoặc là đại diện để được consign là giao phó cho cái việc đem bán tác phẩm là cái nơi sẽ được tin tưởng nhất thì thường đó là những cái gallery hoặc là những ừ. cái uh, art dealer có tiếng nó là, họ là những con người đã rất có tiếng trên thị trường trong cái việc là thẩm định giám tuyển uh, etc ừ, ừ. thì uh, hiện tại thì đối với những cái tác phẩm mà đương đại thì Artific cũng đang muốn trở thành một trong những cái đơn vị như vậy đi đầu ừ. trong thị trường trong cái việc giúp người ta có thể bán lại các tác phẩm nghệ thuật. Ừ. Ừ. Chúng ta quay lại cái câu chuyện là cái Artsefi hướng đến đâu? Thì một trong những cái việc là mình sẽ tạo một market, tạo thanh khoản. Còn ngoài cái đấy ra thì mình sẽ đi đến chỗ nào và cái mục tiêu hoặc cái mission của Việt trong thời gian tới là sẽ là gì? Artsefi hiện tại là đang nằm trong cái giai đoạn uh, chậm lại một tí để quan sát thị trường xem là thị trường sẽ phát triển đến đâu tại vì nếu mà xét về cái khoảng thời gian mà chúng ta mới hết covid thì chỉ mới 12 tháng gần đây rồi ừ. đúng không ạ. Thì mà nhưng mà thị trường nó thay đổi rất là nhanh. Chúng ta có thể thấy là thị trường đang có rất là nhiều những cái buổi triển lãm cá nhân diễn ra, có rất là nhiều những cái triển lãm nghệ thuật khác diễn ra. Thì uh, Acifix uh, đang chậm lại để quan sát thị trường để tìm đi cái hướng tiếp theo. Nhưng mà một trong những cái hướng mà Acifix vẫn nhắm đến đó là làm thế nào mà nghệ sĩ có thể bán được tác phẩm nhiều nhất. Ừ. và khả năng lớn là acfix sẽ mở tự do cho nghệ sĩ tham gia thay vì là acfix sẽ giám tuyển từng tác phẩm như bây giờ. Ừ. Ừ. À, cái mở tự do như vậy thì đó là cái hướng tới cái việc là mình xây dựng một cái thị trường bây giờ giả sử thị trường đã có rồi thì lúc đấy liệu mình có cần phải quay lại cái việc là mình lại tiếp tục giám sát chặt hơn không? chắc chắn là cần phải chặt hơn trong câu chuyện là mua bán à, nhưng mà em nghĩ rằng là thị trường khi mà đủ một cái sự chín mùi và uh, đủ cái education thì nó có thể vẫn tự hoạt động theo cái hướng của nó mà không có quá nhiều sự can thiệp không cần thiết ừ. ở thời điểm hiện tại thì uh, các nghệ sĩ đương đại họ cũng đã được tiếp cận đến internet họ cũng đã được tiếp cận đến uh, uh, thông tin rất là nhiều thay ừ. vì là ngày xưa chúng ta đến nhà chúng ta xem tranh chúng ta mua tranh không không có record lại thì tất cả mọi thứ bây giờ nếu mà có thể record và chúng ta bán được ra quốc tế thì không phải là nghệ sĩ nào cũng có thể làm việc với khách nước ngoài ừ. thì Acific sẽ là cái bên làm như vậy để giúp cho các nghệ sĩ facilitate đơn giản hóa cái việc mua các các tác phẩm một cách dễ dàng hơn Việt thì cũng cũng là một người mà cũng đã đã khởi nghiệp cũng có một số các công ty rồi và cũng không phải là chỉ mỗi Việt Nam nhưng mà đã ở bên thụy sĩ cũng đã uh, thành công khởi nghiệp một số các công ty thì À, thông thường thì khi mà mình đưa ra một cái sản phẩm đưa ra một cái dịch vụ thì mình cũng sẽ phải thế nào đó mình sẽ phải profiling những cái đối tượng của mình thế nên nó nói về Artific ấy thì cái profile của đối tượng của Artific thì họ sẽ là như thế nào thông thường nó sẽ có tuổi tác này sẽ có thu nhập này rồi là có công việc thì không biết là cái đối tượng của Artific là là profile như nào đối tượng của Artific hiện tại đang nhắm đến đó là đối tượng uh, trên 25 tuổi Uh, có thu nhập ít nhất là 70 triệu mỗi tháng. Uh, họ có quan tâm đến nghệ thuật và hoặc là làm việc trong lĩnh vực uh, tài chính hoặc là uh, creative uh, ừ. sáng tạo. Thì cái cái uh, cái community hiện tại theo như vì quan sát thấy được thì vẫn nằm trong cái phạm vi các uh, cái uh, cái target audience đó thôi. Nếu mà mở rộng thì việc sẽ tập trung như mở rộng trong cái lĩnh vực người ta làm việc nhiều hơn. Ví ừ. dụ như làm thế nào mà một người làm trong lĩnh vực tech là một cái lĩnh vực người ta được gọi là khô khan mà họ lại quan tâm đến nghệ thuật nhiều hơn. Ví uh -huh. chẳng hạn, thật ra cái lĩnh vực tech lại là cái lĩnh vực mà việc involve vào nhiều nhất. Axifix nó cũng là một tech company in the art industry thôi. Uh -huh. Đó thì làm thế nào mà các anh chị, uh, các bạn bè làm trong mạng tech lại biết đến nghệ thuật nhiều hơn? Đó cũng là một trong những cái challenge, uh -huh. Đúng không? hoặc là uh, nhớ xe không phải ngoài ngoài art, ngoài marketing, những cái ngành về uh, uh, xây dựng đi thì giữa xây dựng với lại architecture với lại interior design ba cái đó nó gần gần đến nhau nhưng mà người làm art, người mà làm làm construction lại chưa chắc là họ quan tâm nghệ thuật bằng một người làm architecture hoặc là một người làm art interior design ừ. thì đó cũng là một trong những cái mà mà em muốn expand ra là như vậy ừ. Ừ. nhưng mà interestingly là trong portfolio của acf có một collector collector lớn nhất luôn lại làm trong mảng construction anh cũng là sinh ra lớn lên ở bên châu Âu thì cũng quan sát và để ý thì có một số các bạn bè thì họ cũng quan tâm đến art mà hồi đó thì ở cái gấp kiểu là trung học thì cá nhân anh cũng chả quan tâm gì nhiều đến art lắm nhưng mà bạn đấy thì lại rất là hiểu biết hàng năm vẫn gia đình đưa sang nga rồi đến đến emirates ở đấy hàng tuần và họ cũng chỉ đến đấy hàng năm và đấy là gần như là một cái bắt buộc của gia đình thì liệu cái này nó liên quan liên quan đến cả cái gọi là cái nền tảng gia đình bố mẹ hoặc là ông bà để lại không hay là làm sao mình để có thể tạo được một cái văn hóa mà làm sao expand được cái sự quan tâm của họ đến đến nghệ thuật thật ra là cái đó nó đến từ xã hội và cái như là cái education rất là nhiều uh, người ta hay nói là chúng ta được xây dựng lên bởi những gì xảy ra xung quanh chúng ta đúng không nên thì giống như là tại sao châu âu lại rất là mature trong cái lĩnh vực này là bởi vì trong cả một cái uh, cái lịch sử của châu âu nó đều liên quan đến act từ ừ. việc uh, Picasso vẽ như thế nào cho tới uh, các cái tệ, các cái họa sĩ nổi tiếng như Edward Munch thì nó đều nằm trong uh, giáo dục nằm trong lịch sử uh, bộ môn lịch sử của của các trường uh, trung học ừ, uh, uh, em là gốc là học ở đây nhưng mà em học trường quốc tế pháp thì em cũng được dạy về cái uh, cái 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 văn hóa và lịch sử của pháp từ nhỏ thì nó đều gắn liền đến đến văn hóa trong sách giáo khoa họ đều chụp những cái tác phẩm rất là lớn ở trên trần của các cái nhà thờ trong những cái monument rất là lớn thì gần như là là họ được expo vô cái nghệ thuật từ lúc nhỏ rồi à, nhưng à, mà ở việt nam khi mà khi mà giáo dục đó thì họ lại tập trung vô vô hội họa theo kiểu là vẽ tự vẽ họ không có observe nhiều mà ừ. chủ yếu là giáo viên dạy vẽ, dạy vẽ phong cảnh, dạy vẽ các thứ nó 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 vẫn chưa có một cách một cách bài bản về nghệ thuật và đó ừ. là lý do tại sao mà chúng ta đang hơi đi sau uh, các cái quốc gia khác mà đã đã mà chưa rồi. Hôm nay thì đúng là chúng ta chia sẻ về rất là một cái mảng khá là mới và ừ. nó cũng đã, đang ở giai đoạn rất là sơ khai ở tại thị trường Việt Nam. Ừ. Nếu mà nếu mà Việt có có thể là có một cái takeaway của cái buổi trò chuyện ngày hôm nay gửi đến các bạn là uh, Audience của Vietcetera thì uh, đó sẽ là cái gì? Đó là nghệ thuật nó nằm ở bất kỳ nơi đâu trong cuộc sống của chúng ta. Uh, chúng ta cần phải sống chậm lại một tí để quan sát, để thấy được những điều đó đang xảy ra. Ngay cả ở Việt Nam chúng ta đều có những nghệ sĩ rất tuyệt vời, chỉ là chúng ta chưa chú ý đến họ thôi. Ừ. Uhm. Uh, rất cảm ơn Việt đã dành thời gian đến chia sẻ với Vietcetera ngày hôm nay và rất là mong là uh, Việt sẽ có những cái ngày thành công và đưa xây dựng được một cái uh, văn hóa, một cái nền tảng uh, giống như các nước khác đã đi trước. Yeah, cảm ơn Việt. Cảm ơn anh. Cùng trải được 48 năm hình thành và phát triển, tổng công ty Viglacera, công ty cổ phần là nhà sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản lớn nhất Việt Nam. Với hơn 40 đơn vị thành viên, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về vật liệu xây dựng, bền vững và chất lượng cao, đồng thời là nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam.